chương một béphèren y a boy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com những năm tháng cùng mày đi qua tuổi thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất tạm biệt khanh chỉ tao câu này khanh câu này tao chưa hiểu mày giảng lại cho tao đi khanh ơi chữ mày gớm quá tao đọc không ra cô mơ dạy toán đang viết bài trên bảng đột nhiên quay xuống lớp học ngọc vi cô đề nghị em giữ trật tự trong lớp học tôi đứng dậy dạ cô biết em và khanh là đôi bạn thân cùng tiếng nhưng hỏi bạn thì cũng nên nhỏ nhỏ miệng thôi em sẽ rút kinh nghiệm thưa cô ngồi xuống đi lần nào cũng bị nhắc nói rồi không nghe cũng tại mày ai biểu viết chữ xấu quá làm gì ơ ờ con này mà thôi học bài đi không lại bị cô nhắc nữa bây giờ tiết thứ hai trôi qua rèn 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 về nhà các em nhớ học và làm bài tập đầy đủ nha. Cả lớp quể oải đồng thanh. Dạ. Vi, mua cho tao chai re vi. Tiền. Hôm bữa mày thiếu tiền tao, tự trừ. Vừa đi tôi lẩm bẩm ẩm chửi nó. Ngọc Vi hình như có ai đó gọi tên tôi. Theo phản xạ tôi quay lại. Mình là người gọi bạn. Con nhỏ vừa gọi tên tôi là Hà Nhi lớp 11 d 1 nghe nói là hot face của trường nhìn mặt trong sinh đó chứ. Nó cũng hay bắt chuyện làm quen với tôi. Bạn gọi mình có chuyện gì sao? Ngọc Vi ơi chuyện này chỉ có bạn mới là người đáng tin cậy để giúp mình thôi. Bạn nói đi, nếu giúp được thì mình giúp. Chuyện mình muốn nói cũng không quá nghiêm trọng đâu chỉ là mình muốn rủ Mai Khanh đi coi phim thôi. Thằng này số hưởng nhỉ được hẳn gái xin rủ đi chơi tưởng chuyện gì, ừ thì để mình nói nó cho. Cảm ơn Ngọc Vi nha. Mình lên lớp đây. Thi. Thi. Anh ơi lấy cho em một chai re vi. 15 ca bé. Về đến chỗ ngồi tôi đặt chai nước lên bàn nó. Chưa nó tiếng cảm ơn đã tu ực ực như trâu đực thèm cỏ. Ê Khanh. Hử. Có người rủ mày đi xem phim kìa. Ai vậy? Hà Nhi 11 dê một. Ừ, mày đồng ý đi hả? Tao chưa nghĩ đến. Ra về. Nay tới phiên tôi trực nhật, vừa lau bảng vừa quét lớp. Tôi cũng chẳng ham hố gì mà muốn về cuối lớp đâu. Cần tao giúp không? Này tốt giữ ta. Nói chứ mày về đi. Ừ, làm nhanh rồi về sớm. Thi. Thi. Ê nhóc đang đợi ai hả? Tụi anh đang thiếu người, chơi không? Khanh gật đầu. Đá vài không giao hữu, thấy bóng dáng của Vi, Khanh chào đàn anh ra về. Vi. Sao giờ chưa về nữa? Nó khoác vai tôi. Đợi mày cùng về. Chào mọi người. Mình là Ngọc Vi một cô gái 17 tuổi có nhiều mơ mộng và hoài bão như những bạn nữ cùng trang lứa. Tuy mình không ưa nhìn hay xinh đẹp nhưng mẹ mình thường khen mình dễ thương. Mình rất thích điều đó mình học rất tốt môn tiếng Anh còn các môn còn lại thì không đến nổi. Trong 12 cung hoàng đạo mình thuộc cung thiên bình, 21, 10, màu sắc mà mình yêu thích nhất là xanh, blue, khi mua đồ lại thích màu hồng và mặc đồ lại yêu màu tím. Và điều cuối cùng mình muốn nói về bản thân là mình chẳng có niềm đam mê với sông môi. Đại loại như làm điệu. Gia đình mình có đến hai người ba, hai người mẹ và một chị gái. Còn một người nữa thì mình sẽ giới thiệu sau, tính tình mình từ bé đã hoạt bát và hòa đồng nên rất dễ kết bạn và được mọi người yêu mến. Mình không thích mọi thứ quá sôi nổi và mình yêu những thứ giản dị mà mình đang có, mình có mối tình 10 năm một chàng trai một tình yêu mang tên là bạn thân. Và nó cũng là người thứ cuối cùng trong gia đình mình. Năm lớp 1. Vào một ngày đẹp trời Mẹ mình và mẹ nó nhận ra nhau vì hai người là bạn thân từ thời cấp 2 lại còn đồng hương nhờ vậy mối quan hệ hai nhà trở nên thân thiết. Tình bạn thân giữa hai đứa bắt đầu từ đây. Đến năm học cấp 2, nó và mình học chung lớp với nhau. Trong lớp nó thuộc thành phần học trò cưng của thầy cô, học thì khỏi phải bàn, luôn xếp hạng nhất hay nhì khối thôi. Nhiều khi cũng thấy mình rất may mắn khi có thằng bạn như nó. Hai đứa như hai thế giới khác vậy, ngày thi tuyển sinh năm đó. Đây là điều mà mình đã thắc mắc rất nhiều dù chuyện đã qua. Không hiểu sao đến ngày biết kết quả trúng tuyển nó lại bị trượt nguyện vọng một, điều này chắc có sự nhầm lẫn vì trước giờ năng lực của nó được thầy cô bộ môn chính và phụ đánh giá rất cao. Mình gọi hỏi cô chủ nhiệm cũ thì cô nói nó đậu vào trường ấy mà điểm số lại khá cao. Mình nghe mà sốc lắm. Không lẽ thằng này nó khiêm tốn đến vậy? Nhưng vào năm học, nó lại xuất hiện ở trường mình đã vậy còn học chung lớp với mình nữa. Trong khi lớp của mình không phải là toán. Lý. Hóa môn tự nhiên nó thích mà là toán. Văn. Anh. Thật là khó hiểu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.